Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp loa xúc kép giá thành lý có 8 triệu. Được chưa? 8 triệu. Nhưng nó không bao gồm áo bạc, không bao gồm chân cao su. Đấy. Em sẽ cho các bác cái chân cao su khác. Đây nhá, xúc kép 8 triệu, con này hàng thanh lý bán hộ anh em đám cưới. Bây giờ là anh chủ đầu tư bây giờ nên cái xúc kép hàng bãi rồi nên là cái đôi này không muốn chơi nữa. Con này nắp lên vào năm 2020 đánh được có hình như là 4 đám, 5 đám gì đó. Đánh ít lắm, chỉ được có mấy đám thôi, xong rồi bắt đầu là dịch, bắt đầu nó tung hoành ra cái thế là móm. Móm từ đợt ý đến mãi gần đây khi chính phủ bắt đầu cho dịch vụ tiệc cưới rồi là ca hát múa nhạc, nói chung là tất cả cái dịch vụ ăn chơi giải trí được mở cửa lại. Nên là lại hoạt động bình thường. Thì là anh chủ anh mạnh bồn bảo là chú bán hộ anh đôi này. Anh lấy đôi xúc kép của chú, xúc kép hàng bãi của chú. Đấy, chú linh động chú bán hộ anh cái. Đấy. À, giá thì là 8 triệu nhá. 8 triệu một đôi. Một đôi, cái này là 6 triệu một quả này. Này 8 triệu một đôi này, rẻ chưa? Đấy. Bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem nhá. Với tình trạng là đánh tức ngực, đánh chung với tôn nhà hàng xóm. Đấy, thùng mới, thùng này ngày trước là bên em cung cấp bán rời cho các bác là 6 triệu một đôi thùng. 6 triệu một đôi thùng bao ship cho các bác. Còn gần đây thì giá dưới 6 triệu. Đấy. Còn nếu mà gần quen biết thì lại chỉ có vào 5 triệu 2 một đôi thôi. Đấy, ví dụ giá người quen thì em chỉ lấy là 5 triệu 2 một đôi thôi. Là bao gồm cả công lắp đặt cho các bác rồi. Đây là gọi là người quen biết. Đấy, bây giờ là 8 triệu một đôi này nhá. À 8, à đúng rồi, 8 triệu một đôi. Đấy. Các bác nào quan tâm thì trực tiếp nhá. Bây giờ phải nghe điện thoại đây. Xem là vị khách nào gọi đây. Bây giờ là 6 giờ 29 phút. Các bác xem nhá. Con AT này trông thế thôi nhưng mà thực ra là bố quay tráng. Đánh đăng tải ở mức 2 ôm. 2 ôm chứ không phải là 4 ôm nhá, 2 ôm tức là một cây của nó là đánh một đôi xúc kép luôn. Đấy. Mắt kiệt công suất xem nó có chết đẩy không, cuối cùng là chưa chết đẩy. Kinh nhỉ. Một kênh đánh loa đời, một kênh đánh xúc. Đánh luôn một đôi xúc. Tức lực. Đây em sẽ quay cho các bác xem. Ghê chưa? Đấy. Xúc từ đẩy vào này. Xong rồi dây linh từ kênh A, là loa A sang loa B này. Đấy. Loa này cũng thế. Kinh thật. Đây vẫn đánh vào màu này. Thấy chưa? Ghê thật, đánh cho chết đẩy thôi. Công nhận một điều là đẩy Sài Gòn là thuộc dạng là bền. Bền nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp. Rồi bây giờ nóng này. Với đánh nóng ra này nhá. Đấy. Không dám vặn tôi quá to, quá to rồi tải áp nó tải cao quá, xó không chịu được là nó nổ như ngô giang. Đấy. Nói chung là con này rất là bền nhá. Đây là các bác yên tâm, em đánh thử trước khi này em gửi hàng cho các bác rồi. Thử với mức tải mà các bác không ngờ tới. Khuyên các bác về là đánh chỉ một kênh đánh một đôi xúc kép thôi. À không, nhầm. Một kênh đánh một đôi xúc đơn hoặc là một kênh đánh một chiếc xúc kép thôi. Chứ các bác đừng có chơi như em này, chơi như em thuộc dạng là phá hoại đấy. Đấy, em phá hoại này mà nó còn chưa chết này. À, ghê chưa? Đấy. Kinh thật. Có luôn cái công tắc cắt xúc nhá. Công nhận cái phụ ATI này khỏe thật, một kênh ngoánh một đôi xúc kép. Tức ngực. Ok. À, xin chào toàn thể các bác nhá.